Chào mừng các bạn đến với kênh Thị Dung, mình là Thị Dung đây. Hôm nay Thị Dung chia sẻ đến các bạn, Dung có một đứa cháu gái năm nay 4 tuổi. Bé chưa có đi học mà bé có thể đọc được chữ tiếng Việt và đọc chữ được tiếng Anh. Khi mà bé mới có 3 tuổi thôi thì mẹ bé chở đi ở ngoài đường, thì tình cờ bé gặp cái bảng hiệu ở ngoài đường, bé đọc lên thì mẹ của bé thấy giật mình, nói ủa sao con biết chữ được tên cái bảng hiệu mà con đọc. Và từ đó mẹ bé mới để ý, sau đó về nhà rồi mình viết chữ này chữ kia cho bé đọc, mà không ngờ là mình viết chữ nào thì bé đọc được hết tất cả chữ luôn. Lúc đầu thì mình viết một chữ thôi, từ từ viết tới 2 chữ, 3 chữ, rồi tới 4 chữ. Hiện tại bây giờ thì bé có thể đọc được một lượt 4 chữ được. Còn về tiếng Anh thì mình viết những từ đơn giản thì bé đọc được hết nha các bạn. Trong khi đó là bé chưa từng đi học tiếng Việt hoặc là đi học tiếng Anh gì hết. Bây giờ thì Dung mời các bạn hãy cùng xem cháu của Thì Dung đọc chữ tiếng Việt và tiếng Anh như thế nào nhé. Xin chào cô chú anh chị, đây là bé Tuệ Nhi, là cháu của Thì Dung. Bé có biệt danh tên là bé Heo. Mình tính chính xác về độ tuổi của bé thì còn 2 tháng nữa mới tròn 4 tuổi nha các bạn. Hiện tại bé đang học lớp mầm, nhưng bé biết được 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh đó các bạn. Bây giờ thì Dung viết chữ lên viễn tập, sau đó bé đọc cho các bạn xem nha. Bây giờ thì Dung sẽ viết vài chữ ở trong cái tờ giấy trắng này và đưa cho Tuệ Nhi. Tuệ Nhi sẽ đọc cho các bạn xem nha. Nè Tuệ Nhi à, đưa đây. Đưa cái chữ để cho con đọc, đọc chữ coi. Mon. Đúng không? Rồi, bây giờ mình viết chữ nha. Đầu tiên thì viết 2 chữ thử coi, tiếng Việt thử coi. Tiếng Việt. Chắc mẹ rồi đọc rồi đừng cho nó nghe. Đọc nó nghe là nó bắt trước. Chị Hoa. Tiếng Việt. Trời. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Rồi viết sao đừng nói nha, đừng có đọc lên nha. Thêm 1 chữ nữa nghe các bạn, nhưng mà mình không gì? Không có đọc cho bé nghe đó là chữ gì. Chữ Việt Nam. Trời ơi, Việt Nam. Việt Nam. Bằng cái chữ bằng nha. Việt Nam luôn nghe các bạn. Các bạn có nghe là bé Tuệ Nhi mới đọc cái chữ Việt rồi. Nam không? Ngay. Rồi, thêm 1 chữ nữa. Bây giờ mình sẽ viết thêm khi khích khích, viết thưa quá làm sao nhỏ gấp dần được, mọi tùm lum viết bên đây đi, có nhiều chữ quá. Gì? Viết dần dần lại, thưa quá làm sao nhỏ gấp dần được. Gì? Hết mực rồi. This. Nhi nhi. Đọc lại coi. Nhi nhi. Thệ nhi. Đoạn bé này nó học tiếng Anh nhiều cho nên là cái tiếng nó hơi bị cứng nha các bạn. Nhi. Tiếp theo. Khoan, bây giờ mình sẽ nhi nhi. Bây mình mới vừa test nó 2 chữ đúng không? Bây giờ thêm 2 chữ cho nó đi rồi bắt đầu mình lên 3 chữ nha. Nhi nhi. Bây giờ thêm 2 chữ nữa nghe các bạn. Bé dạo. Oh my god. Bé dạo. God. Trời ơi nó đọc cái đầu gõ vàng cái chữ bé dạo đó chưa các bạn. Không thể tin nổi. Bây giờ thêm nữa nha. Rồi, tại vì đọc cái chữ này chữ gì? Trúng sữa. Trúng chút nữa. Út nữa. Đọc lại, yes. đọc lại. Đọc lại coi. Chứ nữa. Ước nữa. Yes. Rồi, bây giờ là viết bên đây cái nữa. Nhi nhi. Rồi, bây giờ viết một cái tên khác nữa nha các bạn. Việt Nam. Trong nhà. Đó, thấy chưa? Các bạn rõ ràng không? Đọc lại cái này là gì? Trong nhà. Đó, thấy chưa? Check coi. Yes. Trong nhà. Yeah.
rõ ràng không, các bạn mới vừa chưa tròn 4 tuổi nha, chưa từng có đi học một chữ rồi. Nào chưa học một chữ nào hết mà có thể chả. Nhìn mặt chữ đọc được. Trong nhà. Bây giờ tiếp theo đây. Ba chữ luôn ha. Cho mướn mướn bướm. Con gì? Cho mướn mướn. Trời ơi, con mướn bướm. Mà nó không thể tin được luôn. Bây giờ hai chữ nó đọc được rồi, ba chữ nó đọc cũng được nữa nha. Mình không thể tin được là bé bé nhà bé heo lại biết đọc chữ, chưa từng học chữ mà lại biết đọc chữ nha. Banh ra cho nó thấy chữ bự. Nè, mới vừa đọc là bé heo đọc này lại cho bố coi, bố không biết chữ này rồi, đọc lại coi. Nè, đọc coi. Con nhà con bướm bướm. Con bướm bướm. Yes. No. Yes. Yes. Bây giờ tiếp theo sẽ viết một cái chữ khác nha các bạn. Bị rồi. Cái gì? Ba rồi. Nói chuyện hơi bị cứng chút xíu thôi nha, nhưng mà nói đúng lắm nha. Bây giờ mình viết ba chữ đi, đi như vậy. Viết thử ba chữ đi. Rồi, bây giờ mình viết thêm ba cái chữ mới nữa nè. Mình viết ngẫu nhiên nghe. Bây giờ heo nới ra đi, heo nới ra đi để cho mẹ viết. Con nói mẹ viết. Ôi, đi ra đi chứ. Ôi, đi ra đi chứ. Nói ra. Để coi mẹ có bé heo là viết con gì nó nghe. Rồi bây giờ nè con đọc coi chữ này chữ gì nè. Đọc vô. Trong thiên trông. Wow. Yes. Wow, rõ ràng nha. Trong thiên trông. Yes, very good. Không thể tin được, không thể tin được. Thêm 3 chữ nữa. Bây giờ trong thiên trông. Bây giờ ghi chữ tiếng Anh nè. Ngay. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ viết 4 chữ nha. 3 chữ là bé Tự Nhi đọc được rồi. Bây giờ mình sẽ thử lên 4 chữ cái bé Tự Nhi có đọc được không nha. Tự Nhi nói ra đi để cho mẹ viết nè. 4 chữ đi nha. Nhi uống sữa. Được rồi đó, đó yes. Đọc lại, đọc lại đàng hoàng. Rõ ràng đàng hoàng nha. Bốn chữ nó hơi bị dài. Đọc coi, đọc cái này là gì? Đọc bây giờ, bây giờ. Bây giờ tới tiếng Anh đi, tiếng Anh đi. Rồi bây giờ chuyển sang đến tiếng Anh nha các bạn. Nè, nè, nè. Tự Nhi, chữ này chữ gì nè? Nè. Chữ này chữ gì nè, con coi chữ này chữ gì. Ngồi dậy, ngồi dậy đi. Ngồi dậy cho. Bây giờ ngồi dậy cho điện thoại. Đây. Ngồi dậy đọc đi cho điện thoại nè, ngồi dậy, ngồi dậy. Bây giờ viết 24 chữ cái nó đọc tiếng Anh cho coi. Khoan, bây giờ cho nó đọc cái này trước đi, bây giờ nó quan trọng là bé làm biếng. Cho nó ngồi dậy đi. Cho nó ngồi dậy. Yes. Đây. Okay. Okay. Hello. Oh. Oh my god. Hello. Thấy chưa? Đọc chữ hello yes. Nghe rồi. Hello. Hello. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo. Chữ này không? Hello. Hello. Yeah, yeah, yeah. Hello. Sorry. Yes. Sorry. Sorry. Trời ơi, sorry. Yeah. Biết đọc chữ sorry luôn. Biết luôn. Được hai mặt chữ tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Sorry. Sorry, rồi, giỏi quá. Còn hai chữ nha. Rồi, tiếp theo hai. Ôi trời. Tiếp theo hai chữ của tiếng Anh đó đúng không? Chị máu đâu? Nè 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 nè. So good. So good. Là gì? So good là rất tốt. Ta đọc so good đó. So good hả? À. Mình không biết luôn, nó biết luôn, trời ghê thiệt. No. No. Ha ha. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Mà A B C. It's time for me to be. That's it.
con đọc cái chữ gì dữ vậy Tài Nhi? Nó hát bài mấy thằng bốn chữ cái tiếng Anh đó. Bây giờ ha, thì Dung sẽ cho các bạn bất kỳ một cái người nào vào đây viết chừng 2-3 chữ là bé đọc được hết nha các bạn. Cái này là mình viết ngẫu nhiên chứ không hề dạy bé nha, không hề dạy bé cái chữ nào hết trơn. Mình suy nghĩ ở trong đầu của mình chữ gì là mình viết ra là bé đọc được. Quá trời luôn rồi, đọc có tiếng gì nữa vậy? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y. Đây đây đọc hai chữ này này. Bây giờ sẽ đọc chữ cho bố nghe coi. Viết bên đây đi cho nó lẫn lộn bên đó hoài, viết bự bự lên. M E E N N N N N C Bé Trang. Ồ. Đây 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 các bạn coi nè, bé mới đọc ha. Cả nhà ơi, thì Dung sẽ viết chữ cho bé 4 tuổi này đọc nè nha các bạn. Bé này 4 tuổi mà biết được hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Anh thì những cái từ đơn giản, con này con kia hay là cái gì đó thì nói được nha. Mình viết chữ ra là bé đọc được luôn á. Bây giờ trước tiên má. Bây giờ tiếp tục ha, thì Dung mới viết chữ này nè. Đọc coi chữ này là cái gì. Cái này gì? Con gà. Con gà thấy chưa các bạn? Đó. Chữ con gà rõ ràng ha. Bây giờ tiếp theo thì Dung sẽ viết chữ khác. Đây, viết chữ khác cho Tự Nhi đọc nha. Con gà. Chấm. Bây giờ mình viết chữ ngẫu nhiên nha. Wow, thấy chưa, thấy chưa? Con heo. Thấy chưa, con heo, thấy chưa? Con heo vậy á hả? Bé chưa hề đi học cái tiếng nào chưa, nhưng mà chưa hề đi học một chữ. Rồi bây giờ tới viết nữa nha. Ba. Chút nha. Biển xanh. Biển xanh. Thấy chưa các bạn, biển xanh đấy chưa? Ghê chưa? Biển heo. Làm gì vậy? Biển heo. Thấy chưa, thấy chưa? Tin chưa? Bé heo thấy chưa? Ủa chữa hồi tối rồi. Tên Tài Nhi. Con viết chữ bự nó mới biết nha. Anh hai nó thêm. Thêm cú. Xin trường 13 nữa. Đừng có đọc. Ừ. Hử? Đọc lớn lên. Đọc lớn lên đi, vậy gì? Cái này chú Duyên, con đọc nó lên. Đọc đây. Xứng trường. Xứng trường đó chưa? Xứng trường đó. Xứng trường đó. Không miếng nghe hả? Nghe nó nghe chứ chưa, con tin chưa? Tại vì nó đang gói lộn về giữa tiếng Anh và tiếng Việt á, cho nên là nó nói tiếng Việt hơi bị cứng chút xíu. Cả nhà ơi, thì Dung mới vừa rước Tuệ Nhi qua bên dãy nhà trọ chơi. Nhà này là nhà của chị Linh của thì Dung nhé. Vì thì Dung về đây kể cho mấy chị nghe đó. Sau đó mấy chị cũng hiếu kỳ và muốn rước Tuệ Nhi qua bên đây chơi, và chính mắt nhìn thấy Tuệ Nhi đọc chữ như vậy mới khâm phục nha các bạn. Có một bé đứng kế bên Tuệ Nhi, đó là bé Gạo, năm nay cũng 4 tuổi á các bạn. Cùng là một độ tuổi nhưng bé Gạo không có đọc chữ được như bé Tuệ Nhi nha. Nhưng bé Gạo nói chuyện dễ cưng lắm. Bé Gạo nói chuyện nghe rõ ràng hơn bé Tự Nhi, vì bé Tự Nhi bị rối loạn ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Tự Nhi xuống gần. Nói chuyện cứng ngắc, cứng đờ. Nè, what's color? Black. Black, yes. Yeah. Very good. Black. Biết mà nó màu lắc rồi. What's color?
Red. Red. What's red. Color? Great. Trời ơi. Yes, bé biết được tiếng Anh phân biệt màu luôn á, nói tiếng Anh được mà nói tiếng Việt được luôn, ghê. Mm. Bây giờ bây giờ tám rước tại Nhi qua bên phòng trọ, bây giờ tiếp tục cho bé đọc chữ nha cả nhà. Đi. Chị Ba viết chữ đi chị Ba. Đây. Chị Ba suy nghĩ tùy theo chị Ba muốn suy nghĩ viết gì vậy nha, hai chữ thôi nha. Tại Nhi ơi, nè đọc nè, đọc nè. Gạo tẻ thấy chưa? Cái con này hay em chưa? Quay banh ra nhìn cái chữ. Thấy chưa? Đọc gạo tẻ nha cả nhà. Đọc gạo tẻ cho trường. Đây, chính xác chữ gạo tẻ. Tiếp theo chị ba. Ba cái thôi đó thầy. Thầy nó mới đọc được. Giữ gìn ghê chưa, giữ gìn. Trời, cái chữ này nó khó nhất luôn mà nó đọc được nè cả nhà. Chữ giữ gìn là nó khó đọc lắm nha, mà nó đọc đúng luôn, giữ gìn. Con viết vậy đó, con viết đây. Tề Nhi. Tề Nhi. Nè, bé mới đọc là chữ Tề Nhi. Chị Ba tiếp tục, chị Ba. Để sắc sắc chứ sợ ba nó đờ ba nó nghe đó. Chị Linh rất là hết cười nổi. Quay lại. Chưa. Bé mới đọc là chữ Thì Linh là cho các bạn. Nè. Đó, rõ ràng chữ Thì Linh. Tiếp theo chị ba. Cháo nè. Rồi, ăn cháo đi. Rồi, nó đọc được hết trơn luôn. Rồi, cái chữ ta. Cái đầu nó lưu xích cái gì ha, nó rác cái gì ba. Em không biết luôn á. Nè, chữ này hơi bị nhiều nha. Xung quanh, thấy chưa chị ba? Chị ba, chị lên, cái chữ này nó nhiều như vậy mà đọc chữ xung quanh, thấy chưa? Quay. Trời ơi, cái này là cắt rồi nè. Nó đọc chữ xung quanh được nè trường. Chữ xung quanh mà đọc được nè ba. Vậy không? Trời ơi, chữ phức tạp vậy ta còn hồi xưa. Thân đồng. Ngày xưa chị nó dần còn. Ừ đúng rồi, cái người nào mà mới gắt dần mà đọc cái chữ này hình như khó đó. Đó, rõ ràng chưa? Bây giờ không tin là mượn một cái người ở nào ngoài đường, bất kỳ người nào vô là viết bé đọc được hết nha. Trời, không thể tin được là một cái chữ xung quanh nó. Cả nhà, không thể tin được là cái chữ xung quanh này là nó gáp dần nhiều như vậy mà nó nhìn vô nó đọc liền được cái chữ xung quanh. Nói thì chưa nói được, đọc chữ chị. Chưa biết nói gành nhưng mà đọc chữ rồi đọc. Tiếp theo trang bên kia chị ba. Chữ khác nè. Cái gì? Con gạo ngồi vậy đang hoàng cái gạo. Rồi cái ô nước nè. Nước. Hai chữ thôi. Khoe ai vậy? Tới bà Tám viết, tới bà Tám viết. Nó đúng ra, nó chảy ra, nó lộ ra. Viết cái chữ gì đây? Ủa rồi. Tại Nhi đọc cái chữ đó gì nè? Cô Hải Hiến. Cô Hải Hiến được không bà trưởng? Cho bà nó nghe. Đọc lớn rồi cho bà nghe. Em nặng. Đây. Cái này cái gì? Đọc lớn lên. Không thèm rồi. Đọc rồi. Rồi đọc coi.
Đọc lớn lên, đọc lớn lên. Hai Hiền. Cô Hai Hiền. Giống như mấy người ta học tiếng Việt quá. Thử ba chữ đi. Cô Hai Hiền. Ba chữ. Bỏ cái gân á, khúc gân ở dưới. Trường đại học, thấy chưa? Trường đại học. Trời ơi. Bỏ cái gì giờ đấy đã không biết. Đã thiệt luôn á. Ba chữ trường đại học. Tôi lại luôn á. Để con luôn á trường. Trường đại học. Là trường đại học. Ba chữ viết chữ nào, bất kể chữ nào. Trường đại học. Trường đại học, ghê thiệt. Đọc thử 23 luôn kìa, chữ số 23 đọc 23 luôn kìa. Viết chữ đi chị ba ơi. Ở cho bộ ghê. Cái gì thiệt hết rồi. Lại nãy giờ bà Tám suy nghĩ không biết gì hết. Lại đọc cái chơi bà Tám đi thay bà Tám viết cái khác. Sai kìa. Cái cây đi chứ. Dính đi được không? Dâu Tám. Dâu Tám. Dâu Tám nói được luôn kìa chứ. Ghê, bà Tám viết tiếng Anh luôn à. Chết mẹ, dính vô đây à. Bà Tám viết chữ ra dính, dính chùm mà chắc không đọc không được. Thấy một cái à. Em viết lại em. Em viết giấy vô. Em viết lại này nè. Tàn. Viết lại em, nó quẹt cái nó có dấu rồi sao nó đọc. Rồi bây giờ thử rồi, bữa này dính chùm nó hơi khó khó nha. Nè, cái này là gì? Tuệ Nhi đọc được chữ đó là How are you, nhưng thì Dung đang quay thì máy hết pin đó các bạn, cho nên là không có nghe rõ được chữ How are you. Cảm ơn các bạn đã xem hết phần 1 chuyện lạ có thật về bé Tuệ Nhi. Mời các bạn đón xem tiếp phần 2 trong video tiếp theo. Thì Dung sẽ khám phá bé Tử Nhi này nhiều hơn nữa, để các bạn theo dõi xem có đúng như sự thật thì Dung nói không nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye. Quá hết trời luôn rồi, đọc có tiếng gì vậy?